Vâng, Hoàng Nam Audio xin chào toàn thể quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio nhé. Và thì hôm nay em xin phép được giới thiệu đến toàn thể tất cả các bác một combo, đó là một combo rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Vâng, đó là một chiếc âm ly Amaris của được sản xuất bằng thủ công bằng tay tại Anh Quốc, và một đôi loa đó là Onkyo D202A25 mã. Vâng. À, đây là một combo phải nói là nhỏ nhỏ xinh xinh với giá thành rất là phải chăng cho toàn thể các bác nghe ở không gian nho nhỏ. Vâng, thì sau đây em xin phép được quay qua chi tiết sản phẩm để các bác nhìn thấy rõ hơn. Đầu tiên thì em xin phép được giới thiệu đến toàn thể các bác chiếc đôi loa này thì trong tình trạng tuyển chọn phải nói là đẹp xuất sắc các bác ạ. Và số series thì phải liền một cặp luôn. Vâng, thì đây là góc cạnh của chiếc loa thứ nhất, thì tuyến loa đây em quay chi tiết cho toàn thể bác. Vâng, rất là đẹp các bác ạ. Vâng, tuyến loa chép, và đây là chiếc loa thứ hai các bác cũng có thể nhìn thấy. Vâng, tuyến loa phải nói rất là đẹp. Hiện tại em đang bán chiếc loa này trong chương trình tri ân đặc biệt cuối năm với giá 2,7 triệu đồng một cặp loa này các bác nhé. Vâng, rất là nặng này các bác, cổng loa rất là đẹp. Vâng, số series phải nói là rất là chi tiết. Đôi loa tuyển chọn rất đẹp các bác nhé. Vâng, giá 2,7 triệu đồng cho toàn thể các bác sở hữu đôi loa này. Vâng, và chiếc âm ly Amaris này của Anh Quốc thì hiện tại đang có giá 15 triệu đồng. Vâng, các bác có thể mua rời sản phẩm cũng được. Vâng, thì sau đây em xin phép được test cho toàn thể tất cả các bác chi tiết âm ly này ghép với lại đôi loa Onkyo này nhé. Vâng, xin mời các bác lắng nghe.
空气远，看着你我愁怀满脸，泪水犹如洒在面前，我的心怎忍说一遍，凝望你轻忽走远，一别去是一别去，让时光逝去悲怨。vâng thì mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077 922 8891. Vâng, em rất vui được tư vấn cũng như là gửi hình ảnh chi tiết cho toàn thể các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác nha. Các bác có thể bấm vào nút đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới của bên em, cũng như là những sản phẩm và những chương trình ưu đãi đặc biệt của bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể.